Các em ơi, chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với Luyện Não Sáng Sớm cùng thầy mình Myelin. Ngày hôm nay là ngày thứ 30 mà thầy trò chúng ta chiến đấu sáng sớm cùng với nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu cái đề thực chiến 8 cộng, đề số 8. 30 ngày vừa qua thầy trò chúng ta đã ở bên cạnh nhau và chiến đấu để chiến thắng. Ngày hôm nay chúng ta đã một trò một tháng rồi và thầy mình tin chắc chắn rằng là chúng ta sẽ chiến đấu cùng với nhau. Và một lời hứa từ thầy mình sẽ sát cánh cùng các em cho đến ngày cuối cùng. Thầy chào Thúy Kiều nha, thầy chào Cấn Trang, thầy chào Trịnh Thu Phương. Rồi, ok, không chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng chiến đấu nha. Chiến đấu để chiến thắng. Các bạn cùng comment đáp án cùng với mình. Câu số 1 ạ. Comment thật nhanh ạ. Câu số 1. Số 1 đáp án gì nào các em? Phải thật nhanh nhá. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước? Kim loại nào sau đây tác dụng với nước để tạo thành ra dung dịch kiềm thì đó là NA. Quá dễ đúng không ạ? Câu số 2, chất nào sau đây là ancol? Thì có nhóm OH thì chắc chắn nó là ancol thôi. Cứ quay nào có nhóm OH. Nay loa nhỏ à? Cái loa của này nó bị nhảy đấy. Đây 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 đây. Ok ạ. Hello hello, các bạn đã nghe rõ chưa? Các bạn nghe rõ thầy chưa? Hello hello hello. Rồi. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với Luyện Não Sáng Sớm ngày thứ 30 nhá. Hôm nay là tròn 30 ngày đấy, tròn 1 tháng. Thầy mình dậy sớm chiến đấu cùng các em từ 5 giờ 15 phút. Chào tất cả các bạn trên. Chào tất cả các bạn nhá. Chiến đấu nào? Ancol ạ. A, C3H5OH 3 lần. Có 3 chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1 là nó phải có nhóm NH2. Đúng không? Isopropylamin C3H7. NH2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 3, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Thầy chào Hiệp Đặng nhá. Chiến đấu nào. Hello Trịnh Thu Phương, chào Cấn Trang, chào Đinh Thị Thảo Nguyên, chào Nguyễn Chí Vĩ. Câu số 4. Số nguyên tử carbon trong phân tử dipeptide. Số nguyên tử carbon trong phân tử dipeptide. Ala gly. Ala có 3, gly có 2. 3 cộng 2 bằng 5. A. A nhá. 3 cộng 2 bằng 5. Câu 5 ạ. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion nào sau đây? Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion nào sau đây? C2 cộng và Mg2 cộng. B. Câu 6 ạ. CaCO3 tinh khiết được dùng làm chất độn trong một số ngành công nghiệp. Tên của CaCO3 là canxi carbonat. D. Quá dễ đúng không ạ? Quá dễ. Câu số 7. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây vào trong ống nghiệm đựng dung dịch Al2F43 lần thu được kết tủa keo trắng. Vậy là NH3 đúng không ạ? Mình sẽ thu được kết tủa keo trắng là kết tủa ALOH 3 lần. ALOH 3 lần. Câu 8. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Thì tơ thiên nhiên của chúng ta nó là gì ạ? Tơ tằm. Câu 9. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? Thì để sản xuất ra tơ visco thì chúng ta sẽ sử dụng cellulose nhúng vào dung dịch CS2. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Câu 10. Công thức của sắt 3 sunfat. Thì sắt 3 sunfat của chúng ta nó là Fe2 SO4 3 lần. Đáp án B. Quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không em? Tại sao lại có luyện não sáng sớm? Luyện não sáng sớm được sinh ra là bởi vì thầy mình nhìn thấy là rất nhiều bạn học sinh bị sai ngu những cái câu lý thuyết dễ. Chính vì vậy nên thầy mình tổ chức luyện não sáng sớm để với một mong muốn rằng là giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em không bị sai những câu lý thuyết dễ nữa. Và rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em sau khi học luyện não sáng sớm cùng với thầy mình thì các bạn có thể chinh phục được mức độ điểm 8 cộng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Chính vì vậy nên cái việc mà các em comment đáp án và việc chia sẻ là buổi học này là một cái sự ủng hộ rất lớn đối với thầy mình để có thể thầy mình có thể thực hiện được liên tiếp các cái buổi luyện não sáng sớm đến ngày hôm nay là ngày thứ 30. Rồi câu số 11 các em, phân tử khối của metin acetat CH3COOCH3. Vậy nó bằng 74 C. 11 bị trùng 74. 12 vôi sống, công thức hóa học là vôi sống ạ. Vôi sống không phải là CaCO3. Đúng chưa? Không thể là xe. Nào. Vôi sống ạ. Hay chưa? Thầy chào Lê Đình Thịnh nhá. Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Vôi sống công thức là gì ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh các em ạ. Nào các bạn có thể comment cho để mình biết đáp án vôi sống. Vôi sống. Sáng này mà làm cái câu vôi sống này thì hơi bị căng đấy nhỉ. Hơi bị lát não luôn. Nào.
Vôi sống của công thức là gì ạ? Nhanh tay nào các em. Đúng rồi, vôi sống là COB. Câu số 13 các bạn nhé. Câu số 13. Sắt tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hợp chất, trong đó sắt có số oxy hóa là dương 2 đúng không? Quá dễ. Câu 14 ạ. Kim loại Al tác dụng với KOH sinh ra khí nào sau đây? Thì sinh ra khí H2, tạo thành KLO2 cộng H2. Quá đơn giản. Quá đơn giản. 15. Acid pan. Số nguyên tử H trong acid pan vitic C15H31COOH31+1=32. C. Quá dễ đúng không? Nhưng mà những cái câu này ấy, mình làm ấy chủ yếu là để mình làm tăng cái độ phản ứng của mình lên, để mình không bị sai ngu nhá. Quan trọng của nó là phải chính xác. Làm những câu này quan trọng của nó là phải chính xác. Câu 16. Bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt theo phương pháp điện hóa, cần gắn vào mặt ngoài phần ngập dưới nước vỏ tàu biển khối kim loại mạnh hơn sắt, Zn. 17. Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí N2O gây cười. Tên của N2O là nitơ, dinitơ monoxit. Dễ ạ. Dễ ạ. Đấy các bạn, tăng tốc lên thầy chào Nguyễn Dương Tuấn Khoa nhá. Hello em. Câu 18. Chất nào sau đây không phản ứng với H4 loãng? Không nhá. NaCl. NaCl là không phản ứng với H4 loãng. 19 ạ. Trong công nghiệp, Al được điều chế trực tiếp từ Al2O3. Trong công nghiệp, Al được điều chế trực tiếp từ Al2O3 bằng phương pháp nào sau đây? Điện phân nóng chảy các em nhé. Điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy. Câu 20. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? 20. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? Tuyên Dương, bạn Trịnh Thu Phương, bạn Cấn Trang, bạn Trần Thu Linh là những bạn mà sáng nào thì cũng thấy dậy sớm cùng thầy mình liên tục 30 ngày qua. Tri ân các bạn. Câu 20. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? Anh nào HG, chính xác. 21. Công thức của carbon dioxide CO2 C22. Ở nhiệt độ thường thì kim loại nhôm tan hoàn toàn trong lượng dư nào? Không tan trong NaCl, NaNO3. H2S4 đặc thì bị thụ động. Vậy đáp án đúng là H2S4 loãng. 23. Số nguyên tử H trong phân tử acid pan. H trong acid pan bị tích C15H31COOH31+1=32. B. 24. Trong y học, các bạn comment đáp án thật nhanh không thấy mình à? 24. Trong y học, thạch cao nung được sử dụng để bó bột khi gãy xương, thành phần chính của thạch cao nung CH4 ngậm nước D. 25. Số liên kết peptide trong phân tử 1 liên kết peptide 2 2C. 26. Kim loại nào sau đây là dẫn điện tốt nhất ạ? 26. Kim loại nào sau đây là dẫn điện tốt nhất ạ? Anh nào? Bộ đội Việt Nam, bạc, đồng, vàng, sắt. B. D. 27. Thầy Minh rất là cảm ơn các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh và chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là buổi học free. Cái việc mà các em nhiệt tình comment ấy, đấy là một cái nguồn động lực không hề nhẹ để thầy Minh có thể chiến đấu cùng với các em cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 30 rồi. Và chúng ta còn chiến đấu với nhau tiếp tục những ngày từ nay cho đến thi là thầy chào Mai Danh Nam nhá. 27. Cho thanh kim loại Fe vào dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Fe đẩy được đồng, vậy mình sẽ có là FeCu, hai điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. 28. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3 thì nó là gì? NaOH. 29. Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là nào? Trong công nghiệp, nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì ạ? Quặng bauxit đúng không? Al2O3. 30. Ethyl format là tên gọi của este công thức nào sau đây? HCOOCH5 đúng không các em? HCOCH5. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ. Rất dễ dàng, rất đơn giản, rất ngon ăn. Ok, tiếp tục nào các em. Câu 31. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước? Cứng tạm thời thì đầu tiên nó phải có Ca2+ và Mg2+, và nó phải có HCO3 trừ. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 32. Công thức của natri carbonat Na2CO3. A. 33. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp ạ? 33. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp ạ các em? Phải thật nhanh nhá, comment thật nhanh, nhanh tốc độ cao hơn nữa nào các em. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời, đừng sợ sai. 33. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? Visco và acetate, đúng không? D.
34 chất nào sau đây thuộc amin bậc 2? Amin bậc 2 này nó có nhóm NH. Vậy thì ở trong này chúng ta chỉ có dimethylamin CH3 NH CH3. 34 chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 trùng? Dimethylamin. 36 chất nào sau đây phản ứng với nước sinh ra khí H2? Cạ. 37 ạ. Chrome bauxit. 37 ạ. Chrome bauxit là chất rắn. Công thức của chrome bauxit Cl2O3 gì? 38 ạ. 38 nào, các em chọn đáp án gì nào? Úi giời, các bạn comment còn chậm hơn cả thầy. Thầy làm vèo phát đến câu 38 rồi, các bạn mới đang comment câu 36 với câu 37. Nhanh nữa lên các em. Tăng tốc độ lên nhá. Nitron. Tơ nitron thì đi từ gì ạ? Vinyl cyanure. Vinyl cyanure. D. 39, chất nào sau đây thuộc loại anhydride? Chức đặc trưng của anhydride là chức CSO. Đúng không ạ? Nên cứ có chó là anhydride. C. 40. Khi đun nóng sắt tác dụng với clo thì sinh ra FeCl3. Vậy nó là sắt dương 3. A. 41. Phát biểu nào sau đây là sai? 41 ạ. Bắt đầu chậm chậm rồi, bắt đầu phải giải chậm chậm rồi. 41 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ương sai, trùng hợp. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên, đúng. Polyamide kém bền trong môi trường axit, đúng. Cao su lưu hóa có chúc mạng không gian, đúng. Vậy sai là A. Sai là A các em nhá. Câu 42. Thủy phân 486 g tinh bột với hiệu suất 80%. Tinh bột C6H10O5 hiệu suất 80% 0,8. Glucose C6H12O6. Số mol tinh bột 486 mà chia cho chỉ cho bao nhiêu? 162 nhỉ. Nào chúng ta cùng tính rằng số mol là bao nhiêu. Thầy cũng phải bấm thôi. 486 chia 162 bằng 3 mol. Vậy suy ra glu 3 nhân 0,8 bằng 2,4 mol. Đúng chưa? Nhân 0,8 nhân 180. Kết quả chúng ta bằng 432 gam. 432 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 43. 5,6 gam oxit một kim loại M, hóa trị 2 MO, tác dụng HCl. Sau phản ứng hoàn toàn thu được muối clorua MCl2 cộng H2O 2. Số mol của oxit là 5,6 chia cho M cộng 16. Số mol của muối là 11,1 chia cho M cộng 71. Thì số mol hai này bằng nhau. Giờ mình bấm máy tính cái thằng này thôi. Mình cho hai cái thằng này bằng nhau là mình sao? 5,6 chia cho M cộng 11,6. M cộng 11 cộng 16 bằng 11,1 chia cho M cộng 71. M cộng 71 ship slow bằng M bằng 40. M bằng 40 các em. M bằng 40, vậy đáp án chính xác của chúng ta nó sẽ là C. Đáp án B bỏ. 44 á. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Thầy chào Phạm Minh Phương nhá. Phải thật nhanh các em ạ, comment thật nhanh đáp án nào. 44, phát biểu nào sau đây là sai? 44 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Đốt nóng hỗn hợp gồm bột Fe và S không oxy thu được FeS, đúng. Dung dịch FeCl3 phản ứng với kim loại Cu, đúng. Môi trường axit K4O xóa được FeS4, đúng. Quặng magnetit là Fe3O4 trong FeCl3. Sai là gì? 45. 45 nào. 45 các bạn chọn đáp án gì ạ? Cho ra các chất sau, số chất tác dụng với NaOH là Cu0, Al là 1, Al2O3 là 2, KNO30, FeCl3 là 3. Ba chào, đáp án gì? 46 ạ. 46 ạ. Thầy chào Trần Chí Hữu nhá. 46 nào. Hôm nay mình chỉ có 60 câu thôi. Các bạn comment đáp án phải thật nhanh cùng thầy Minh nhá. 46 ạ. Hôm nay chúng ta chiến đấu đề thực chiến 8 cộng, đề số 8. Chúng ta đến đề số 8 ở trong cái phần, ở trong bộ thực chiến 8 cộng rồi. Quá kinh khủng. Đúng không? Thực chiến 8 cộng. Đề số 8. Câu 46 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Sử dụng Y2 phân biệt tinh bột và sen, đúng.
Nhiệt độ thường siêu quát lần tan ở trong dịch Fruc đúng. Thủy phân hoàn toàn xác, chỉ thu được một loại là sai. Hai loại alpha glu và beta Fruc 46IC 47 ạ. 47 mình bảo Tuấn E nhỉ. Hai lần số mol mg thì bằng dương 5 về dương 2 là 3 lần số mol NO. Vậy suy ra số mol NO bằng mg là 1,8 này chia cho 24. Đúng không? 1,8. 1,8 chia 24 ra số mol mg bằng 0,075. 0,075 nhân 2 chia 3. Nhân 2 chia 3 bằng 0,05. 0,05 mol. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Câu 48. Câu 48 cho m gam tristearin C17 H35 COO 3 lần C3H5 cộng NaOH ra được muối 3 lần C17 H35 COO NA. Ok chưa ạ? Vậy số mol muối 18,36 chia phân tử 18,36 chia cho phân tử khối. Phân tử khối đây bằng 12 x 17 cộng 35 cộng 67 bằng số mol là 0,06. Vậy suy ra số mol tristearin 0,06 x 1 chia 3 bằng 0,02. Ok chưa? Vậy nó là 0,02 thì ta sẽ có là 0,02 tristearin phân tử khối chúng ta là bằng 890. 890 bằng 17,8 gram. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A kèm ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 49. Câu 49 nào. 8,4 gram muối carbonat của kim loại M. M này, B này, C này, D này. Vậy mình cứ cho là M hóa trị 2 đi. MCO3 vào HCl dư. Thu được muối MCl2. Số mol 8,4 chia M cộng 60. Số mol MCl2 là 9,324 chia M cộng 71. Số mol hàng này bằng nhau. Được không ạ? Vậy giờ mình bấm máy tính cho hai này bằng nhau là xong. Rất nhanh, gọn, dễ dàng. Chia cho M cộng 60. M cộng 60 bằng 9,324. 9,324 chia cho M cộng 71. M cộng 71 ship slow bằng M bằng 40. Quá dễ. M bằng 40, đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Bỏ các em nhé. 49 đáp án B, bỏ. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi cũng như ủng hộ Thầy Minh nhiệt tình cho đến ngày hôm nay. Chuỗi 5 giờ 15 phút luyện não sáng sớm. Ngày hôm nay chúng ta vừa tròn 1 tháng liền thầy cho chúng ta cùng chiến đấu với nhau. Hôm nay là ngày thứ 30 các em ạ. Quá kinh khủng đúng không? Câu 50 ạ. Hiro an toàn 8,84 gam triolin. Triolin C17 H33 CO 3 lần C3H5 thì cần 3H2. Vậy ta tìm được số mol 8,84 chia 8,84 của 0,01. Vậy số mol H2 ta bằng 0,03. Chính xác ta bằng B. Bỏ. Quá dễ dàng. Các bạn comment đáp án thật nhanh thầy nhá. Câu 51. 51 dễ quá. 51 đáp án gì các em ơi? Bảo Tuấn E. Số mol Fe là 0,1. Fe lên Fe dương 3. 3 nhân 0,1. Lưu huỳnh dương 6 và lưu huỳnh dương 4. Hai lần số mol SO2. Vậy số mol SO2 bằng 0,15. Nhá, đáp án chính xác chúng ta đáp án C. Câu 52. Câu 52. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Dung dịch xác và nước trắng bạc là sai. Tinh bột và sen đồng phân nhau là sai. Xác polysaccharide sai. Glucose hợp chất hữu cơ tạp chức mới đúng. Tạp chức là bởi vì nó có đồng thời nhóm OH và nhóm CHO, đúng không ạ? 53. Đốt cháy amin đơn chức. Công thức phân tử hữu ích. Công thức phân tử hữu ích ạ. Amin đơn chức ạ. Vậy mình sẽ có CH bằng 0,3 chia 0,45 nhân 2 là 0,9. Vậy là bằng 3 chia 9.
chính bằng 1 chia 3. 3 chia 9 thì chọn ngay đáp án này. C39 nào. Ấm luôn. Ấm luôn. 54. Cho 4 dung dịch sau vào BaCl2 thuộc kết tủa. N2CO3 là 1, KCl0, R4 là 2, HCl0, 2 cháu. À. 55 ạ. 55. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Fe2O3 phản ứng với HNO3 sinh ra FeNO3 2 lần, sai. FeNO3 3 lần. Fe phản ứng với S đun nóng thu được FeS, đúng. Trong phần đúng học, ion CR3 cộng chỉ điện tính khử là sai, có thể oxy hóa, có thể khử. Kim loại Fe tan trong H4 đặc nguội là sai, nó bị thụ động. Đúng là B. 56 ạ. Câu đếm đầu tiên trong sáng ngày hôm nay. Luyện não sáng sớm. Luyện cả những câu đếm. Luyện não sáng sớm và luyện cả những câu đếm. Câu đầu tiên, câu 56. Công thức phân tử của anilin C6H7N, C6H5NH2, đúng là C6H7N, chính xác. Ghi chữ đúng vào đây. Hydro hóa glucose thu được sorbitol. Số nguyên tử hydro trong phân tử sorbitol C6H14O6. Đúng chưa? Ý B đúng chưa? Đúng. Điều kiện thường tất cả các este được tan tốt trong nước là sai. AgNO3 trong NH3 phân biệt được hai dung dịch glufurux, sai. Không phân biệt được, đều trắng bạc như nhau. Ni lông 6, nitron bền nhiệt giữ nhiệt tốt, dùng làm dệt vải may quần áo ấm. Đúng. Vậy ở đây chúng ta có 3 nhận định đúng kem nhé. Đáp án chính xác chúng ta đáp án này. Câu 57 ạ. 57 là một câu tính toán về mặt thực tế. Isoamin là dầu chuối, điều chế để phản ứng, hiệu suất phản ứng là 75%. Được chưa? 1,3 tấn isoamin acetat. Vậy mình tìm được số mol. Số mol anh này đi từ CH3 COH 0,75 ra là anh này là C7 à? C7 H14O2. Số mol ạ, 1,3 tấn chia phân tử khối 1,3 kg tấn. Hiện ta phải đổi về kg, đề bài cuối cùng hỏi kg hết. 1,300 chia cho mẫu đơn 12 x 7 cộng 14 cộng 32 bằng 10. Vậy suy ra số mol C3COH là 10. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,75. 10 chia 0,75 nhân với 60 là phân tử khối của C3COH bằng 800. 800 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. 800 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 58 ạ. Câu 58 ạ. 58 chọn đáp án gì các em ơi? Comment thật nhanh nào. 58 nào. Trong phân tử estenol không chứa liên kết pi. Sai. Chứa cenodo. Trong công nghiệp dược phẩm xác được dùng để pha chế thuốc. Đúng. Ở điều kiện thường anilin là chất rắn. Sai. Chất lỏng. Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng chống ngưng. Đúng. Muối đi natri là sai. Muối mono natri được ứng dụng là mì chính bột ngọt. Mình chỉ có 2 phát biểu đúng thôi. Để bài hỏi số phát biểu đúng. Chúng ta chỉ có 2 phát biểu đúng. Đúng không? Đúng không ạ? Dễ không? Dễ không? Ở điều kiện thường alanin. Đấy, cẩn thận ông nhầm. Alanin đúng nha. Alanin là amino acid. Được chưa? Cái này cũng đúng. Đấy chưa? Mình sẽ có 3 phát biểu đúng. À, nhiều bạn bảo cái này là đồng trùng ngưng cũng được. Thực ra thì mình nói là trùng ngưng cũng được. Được chưa? Nhá. Câu 59 á. Thầy đã chọn được mà vá. Thầy lừa các em đấy. Hãy cẩn thận không bị lừa. Sấp mặt luôn. Đúng rồi, ala là rắn. Chính xác. 59 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. 59. Đây là một câu thí nghiệm vô cơ bước vào độ vận dụng cao. Các bạn cùng chú ý nhá. Số nhận định đúng. Đánh sạch dỉ một chiếc đinh sắt, thả 10 phút quan sát màu chiếc đinh sắt, màu dung dịch. Đinh sắt bị phủ một lớp màu xanh lam. Sai. Bởi vì làm sao? Fe phủ lớp đồng, đồng là màu đỏ đồng. Màu xanh dung dịch không thay đổi là sai. Đồng 22 cộng bị giảm đi do sắt đẩy đồng. Đúng không ạ? Sắt đẩy đồng. Ok nhá. Màu xanh của dung dịch nhạt dần vì đồng độ của ion 2 cộng trong dịch giảm dần. Đúng. Khối lượng dung dịch tăng so ban đầu là sai. Khối lượng dung dịch giảm, thanh kim loại tăng thì khối lượng dung dịch phải giảm. Trong thí nghiệm xảy ra mòn điện hóa, đúng. Trong thí nghiệm ra chắc chắn là xảy ra mòn điện hóa. Vậy ở đây mình có 2 nhận định đúng. Đáp án đúng là chúng ta là đáp án D. Các em nhá. 59 đáp án D. Đâu, khối lượng dung dịch giảm chứ làm sao tăng được. Bởi vì khối lượng thanh kim loại tăng thì khối lượng dung dịch phải giảm. Nhá.
Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu cuối cùng rồi. Các em ơi, câu cuối cùng. Các bạn cùng comment đáp án xem câu cuối cùng này chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu 60 ạ. Câu số 10. Chúc Tuấn Dinh thi tốt nhá. Câu 60 ạ. Nó là ông nghiệm đánh số 12 mỗi ông nghiệm 6ml HCl thêm mỗi ông nghiệm thanh ZN. Vậy là sau bước 2 cả hai ông nghiệm nó xuất hiện một khí đúng. Ở bước 2 ZN bị khử thì hình ion ZN2 cộng là sai, bị ZN đóng vai trò là chất khử thì nó phải là bị oxy hóa. Nhỏ thêm CuS4 vào trong ống nghiệm số 2. Ở bước 3 bọt khí thoát ra ống nghiệm 2 nhanh hơn ống nghiệm 1, chính xác bởi vì nó xảy ra ở ống nghiệm 2 xảy ra ăn mòn điện hóa. Trong bước 3, ống nghiệm 2 có một lượng nhỏ kim loại đồng bám vào thanh kẽm, đúng. E trong bước 3 ZN bị ăn mòn điện hóa học ở cả ống nghiệm là sai, chỉ ăn mòn ở trong một ống nghiệm thôi là ống nghiệm số 2 thôi. Đúng chưa? Còn ống nghiệm số 1 thì nó vẫn là ăn mòn hóa học thôi, chưa vấn đề gì xảy ra cả. Vậy ở đây ta sẽ có A đúng, đúng không? A đúng, C đúng, D đúng, A đúng, C đúng, D đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta là 3 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C nhá. Úi dồi ôi, Minh Phương kìa, Minh Phương chọn B kìa. Tận 4 cái đúng kìa. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời các em nhá. Sai một lần nhớ cả đời. Hôm nay buổi học của chúng ta kết thúc tại đây. Thầy cho chúng ta vừa chinh phục 60 câu luyện não sáng sớm, luyện não hóa học. Và ngày hôm nay là tròn 30 ngày thầy trò chúng ta dậy sớm chiến đấu cùng nhau. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã sát cánh ở bên cạnh thầy Minh trong những ngày vừa qua. Hết đề rồi em. Hẹn gặp lại các em vào sáng mai nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào sáng mai 5:15 sáng nhá. Bye bye.